Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT. Chương trình đang được phát sóng thử nghiệm từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Và ngay bây giờ sẽ là những tin tức 24 giờ qua mà chúng tôi vừa cập nhật. Mẹ sát hại con trai ham chơi rượu trẻ. Dùng mạng xã hội để câu like, câu view gây hoang mang dư luận. Cảnh báo về tình trạng trộm cắp vặt. Sự phạt xây dựng nhà trên đất nông nghiệp. Thành phố Buôn Ma Thuột trong 3 ngày xảy ra hai vụ cháy lớn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa dẫn giải một người phụ nữ về lại nhà riêng để thực hiện điều tra làm rõ hành vi dùng búa đánh chết con trai. Đó là bà Hờ Mỹ Nia, 54 tuổi, trú tại xã Etun, -et huyện Chư tỉnh Đắk Lắk và nạn nhân là Y Khai Nia, 27 tuổi, là con trai của bà Hờ Miễn. Bà Hờ Miễn khai nhận do con trai bà lười lao động ham chơi, nhiều lần xin tiền để đi nhậu với bạn bè, nếu không cho tiền thì phá phách đồ đạc trong nhà, đánh đập và đe dọa giết. Vào khoảng 2 giờ 13 phút ngày 5 tháng 3, Y Khai đi nhậu về nhà và vào phòng bà Hờ Miễn xin 5 triệu đồng để đi ăn chơi. Nhưng bà Hờ Miễn trả lời không có. Lúc này, Y Khai chửi bới và đe dọa sẽ giết bà Hờ Miễn. Sau đó, Y Khai về phòng nằm ngủ. Bà Hờ Miễn đi lấy một chiếc búa sang phòng Y Khai và đánh nhiều cái vào người khiến Y Khai nia tử vong tại chỗ. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Công an huyện Ea vừa ban hành quyết định khởi tố ba bị can về hành vi hủy hoại rừng. Các đối tượng này đã sử dụng cưa máy cắt hạ nhiều cây rừng tại lô 14, lô 15, khoảnh 12 tiểu khu 29 thuộc năm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả quản lý. Bị lực lượng bảo vệ rừng của công ty phát hiện báo cho hạt kiểm lâm e Leo Sau đó vụ việc được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ea qua tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định diện tích rừng bị hủy hoại 19.690 m2 với mức độ thiệt hại 98%. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện E-Hà-Leo đã điều tra xác định được các đối tượng là Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1994, trú tại thôn 2C xã E-Hà-Leo, là người trực tiếp thuê Hoàng Phi Hùng, Hoàng Quốc Việt, cà bá Y-Thác và Nai Van, cùng trú tại xã E-Son huyện E-Hà-Leo hủy hoại rừng tại lô 14, lô 15, khoảng 12 tiểu khu 29. Theo thông tin từ ông Trịnh Quốc Việt, viên trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Buôn Đôn, đơn vị vừa cử kiểm sát viên kiểm sát vụ một cá thể voi nhà chết tại khu du lịch sinh thái Bản Đôn Ánh Dương, tỉnh Đắk Lắk. Đây là cá thể voi nhà thứ hai chết trong gần 2 tháng qua. Tham gia buổi khám nghiệm có đại diện khu du lịch sinh thái Bản Đôn Ánh Dương, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng, Hạt Kiểm Lâm huyện, Trạm chăn nuôi và thú y, Công an huyện Buôn Đôn cùng các đơn vị có liên quan. Qua công tác kiểm tra, kiểm sát viên xác định cá thể voi nhà tên Hờ Buôn Giống Cái sinh năm 1974 chết vào khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại khu vực trường thuộc quản lý của khu du lịch sinh thái Bản Đôn Ánh Dương. Trước khi chết, voi Hờ Buôn đã có biểu hiện bỏ ăn, răng đã mòn, cơ thể suy nhược kỳ yếu, khả năng tiêu hóa kém nên trong phần voi thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn. Mặc dù khu du lịch sinh thái Bản Đôn Ánh Dương đã có nhiều biện pháp theo dõi chăm sóc, nhưng do thời tiết khắc nghiệt, tình trạng nắng nóng gây gắt cùng với việc voi hợp buôn đã già yếu nên không thể phục hồi. Ủy ban nhân dân xã -e thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với một người dân cư trú trên địa bàn. Đó là ông Lê Văn Lợi sinh năm 1988, địa chỉ thường trú tại thôn 2 xã -e Qua kiểm tra ông Lợi đã sử dụng đất sai mục đích, xây dựng hai căn nhà có tổng diện tích 95,2m2 trên đất nông nghiệp, thửa đất số 46, tờ bản đồ số 07, thuộc khu vực gần hồ Đạt Lý. Đồng thời xây dựng tường gạch bao quanh thửa đất có diện tích 2.800m2 với chiều cao trung bình 3m. Đồng thời buộc ông lợi phải khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm trong vòng 10 ngày nhận được quyết định xử phạt. Bên cạnh sự đúng theo quy định, thứ nhất là mình phải xử phạt hành chính, buộc người ta phải khắc phục cả cái hạng mục. Còn nếu người ta không chịu khắc phục thì ủy ban sẽ thành lập đoàn cưỡng chế. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm, nhưng tình trạng xây dựng nhà trên đất nông nghiệp vẫn nóng ở hầu hết các địa phương. Những ngày qua trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột xuất hiện đoạn video clip dài hơn một phút và được các trang mạng xã hội chia sẻ từ Facebook và TikTok của một cô gái đang cư trú tại thành phố Buôn Ma Thuột. Nội dung trong video clip là một màn tranh cãi giữa một cô gái và người bán cơm vì hộp cơm có những sinh vật lạ trông giống như giòi. Clip được đăng tải trên TikTok với hơn 2 triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt chia sẻ. Điều đáng nói ở đây là video clip này không có nội dung rõ ràng, và được check in địa điểm ở thành phố Buôn Ma Thuột, khiến nhiều người đã lầm tưởng vụ việc này vừa xảy ra tại Buôn Ma Thuột, gây dư luận trái chiều và tạo hình ảnh xấu đến thành phố Buôn Ma Thuột. Đến khi bị mọi người vạch trần là clip này của một cô gái khác đăng tải và địa điểm quán cơm ở Bình Phước, thì cô gái này mới chỉnh sửa bài đăng lại là được sao chép từ người khác. Việc lạm dụng mạng xã hội để câu like, câu view phản ánh không đúng sự thật, gây ảnh hưởng và làm hoang mang dư luận xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thành phố Buôn Ma Thuột. Rất mong các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp xử lý. Theo những hình ảnh video clip được người dân trích xuất từ camera gửi về cho chương trình 24 giờ cùng DDT, thì thời gian gần đây là dụng sơ hở của người dân hoặc đêm khuya vắng người. Nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp, làm người dân hoang mang lo lắng. Đây là hình ảnh một người đàn ông đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp của mình khu vực đường Yên Hồng, thành phố Buôn Ma Thuột và vật bị lấy cắp chỉ là một chiếc chậu nhựa chỉ hơn 100.000 đồng. Đây là hình ảnh một đối tượng đang đột nhập vào một tiệm cà phê trên đường Dương Vân Nga. Đối tượng này đang thực hiện trộm thuốc lá của tiệm cà phê, được chủ tiệm cho biết tài sản bị lấy cắp chỉ hơn 1 triệu đồng còn đây là hình ảnh của một thanh niên đi thẳng vào cửa hàng ở địa bàn Chư Sê huyện Chư Mơ ca lấy đồ và đi ra khỏi cửa hàng như trốn không người giữa ban ngày như thế này. qua những hình ảnh trên mọi người nên nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình và các cơ quan chức năng sớm có biện pháp để kiềm chế tình trạng trên. À, vâng thưa quý vị và các bạn à, như lên này à, có thể thấy là gần đây thì hầu hết các gia đình đều có gắn các cái camera an ninh nên ghi lại nhiều hình ảnh trộm vặt hay còn gọi là ăn cắp vặt à, xuất phát từ lòng tham tính xấu của một số người. À đúng vậy thưa quý vị, ở đây tài sản mất cắp thì không phải là lớn, à chỉ là chậu hoa, cây bông, à, trồng trước nhà hay là một vài cái ghế nhựa, một vài bao thuốc lá, nhưng nó đang làm cho hình ảnh của xã hội ở à, phần nào thì bị xấu đi. À vâng, điều đáng phê phán là có những người À, không phải bởi tôi nghĩ là không phải là hành vi túng thiếu bởi vì uh, trên các cái camera phát hiện là nhiều người thì ăn mặc rất là sang trọng và thậm chí là đi những cái, uh, chiếc xe sang trọng cũng đi ăn các vật. Vào khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2023, một vụ cháy đã xảy ra tại khu vực nhà in của công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện tính nhân, địa chỉ tại 01 Trần Huy Liệu, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Rất may không có thiệt hại về người có lực lượng tốt trực tại chỗ phát hiện sớm à, yếu tố thứ hai là có công ty có chuẩn bị phòng cháy chữa cháy tương đối tốt rất là cảm ơn lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến rất là kịp thời sau khi báo cháy thì trong vòng chưa tới 5 phút thì các đồng chí đã tới vì vậy thì đã xử lý được không để cháy lan rộng ngay khi phát hiện có khói từ trong phòng in tỏa ra ngoài bảo vệ của công ty đã kịp thời ngắt nguồn điện và sử dụng bình chữa cháy để dập lửa hô hoáng mọi người ứng cứu Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Khoảng 10 phút sau, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do chập điện, thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng hơn 500 triệu đồng. Thời gian gần đây thì tình hình cháy nổ diễn ra ngày càng phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là những sự cố liên quan đến hệ thống thiết bị điện. À, bước vào mùa nắng nóng thì nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân để làm mát, làm lạnh và phục vụ việc sản xuất kinh doanh tăng cao. Đặc biệt với các thiết bị công suất lớn tiêu thụ điện cao như quạt máy, điều hòa, nhiều thiết bị điện hoặc sản phẩm sử dụng điện kém an toàn cùng những bất cẩn trong quá trình sử dụng thiết bị điện có thể dẫn đến các sự cố quá tải, chập điện và gây ra các vụ cháy nổ. À, vâng, chính vì vậy thì bản thân mỗi người hãy chủ động phòng tránh bằng cách kiểm tra kỹ thiết bị điện và dây điện trong nhà, tránh để các vật dụng dễ cháy nổ gần hệ thống điện. Đặc biệt là người dân không nên tự ý đấu nối dẫn điện, sử dụng dây dẫn và thiết bị tiêu thụ trong nhà không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy. Vâng, và trước khi ra khỏi nhà hoặc là đi ngủ thì quý vị và các bạn cần chú ý tắt hết tất cả những thiết bị điện đồ dùng điện không cần thiết. Và một vấn đề cũng đang được xã hội quan tâm trong mùa nắng nóng đó là tình trạng đuối nước ở trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới bước vào cao điểm của đợt nắng nóng hơn một tuần, nhưng liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em đuối nước thương tâm ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trưa ngày 21 tháng 3, một cháu bé ở xã Chư Bá, thị xã Azunba, tỉnh Gia Lai đi bắt ốc với nhóm bạn ở cánh đồng trong xã. Đến chiều, không thấy cháu về. Đến trưa ngày 24 tháng 3, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé C bị đuối nước trên cánh đồng ở xã Chư Bá tại xã Hòa Bình, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3, hai cháu THTR 12 tuổi và THT 10 tuổi đến tắm tại khu vực đập Đắc Yên thuộc thôn 1, xã Hòa Bình đã bị đuối nước. Tại Hà Tĩnh, 14 giờ chiều ngày 25 tháng 3, nhóm 9 học sinh đến khu vực bờ biển thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà để tắm biển. Trong lúc tắm, do sóng to, ba em bị nước cuốn trôi mất tích còn vào lúc 16 giờ ngày 26 tháng 3 tại xã Nâm Nờ Đi, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, làm hai cháu nhỏ tử vong. nạn nhân là cháu HGV 6 tuổi và HTTT 10 tuổi cùng chú tại thôn Nam Thanh, xã Nâm Nờ Đi. À, có thể nói là tình trạng đuối nước ở trẻ em đang ở mức báo động nhất là trẻ em ở các vùng quê có nhiều ao hồ sông suối. vâng nhất là vào mùa nắng nóng thì các em thường rủ nhau ra ao hồ sông suối chơi và sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Đã đến lúc thì các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm hơn trong việc trang bị những kiến thức cũng như là kỹ năng phòng chống đối nước cho trẻ. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại Lâm phận cho công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai chi nhánh Đắk Lắk quản lý, thuộc địa bàn xã Đắk Phơi huyện Lắc. Mặc dù có mặt của lực lượng quản lý bảo vệ rừng, nhưng người dân vẫn vô tư chặt phá. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, tại đây đã có 74,6 ha rừng bị phá, lấn chiếm. Trong đó, 63,7 ha do công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai chi nhánh Đắk Lắk quản lý, số còn lại do Ủy ban Nhân dân xã Đắk Phơi quản lý. Điều đó cho thấy rõ sự phức tạp và thái độ xem thường pháp luật của một số đối tượng. Ở bên em có lên kiểm tra đấy, có của một đồng chí của cán, cán bộ công an xã đi cùng ấy. thì lên thì người ta người dân người ta dọn dẹp người ta để chuẩn bị trồng trọt đấy thì mình lên mình hỏi thì người ta không có hợp tác. Còn đây là hiện trường vụ phá rừng có quy mô lớn nhất tại tỉnh Đắk Lắk từ trước tới nay tại tiểu khu 205 xã Gia Tầm Hốt huyện E Súp xảy ra vào khoảng giữa năm 2022. Diện tích rừng bị tàn phá lên tới 382 ha, thiệt hại lâm sản hơn 1.000 mét khối gỗ. Theo các cơ quan chức năng thì đây là vụ phá hoại có tổ chức, có đối tượng đã dùng cả ô tô chở người vào phá rừng trong khoảng thời gian 15 ngày nhưng cả chủ rừng và lực lượng kiểm lâm địa bàn đều không biết. Qua điều tra đã có 28 đối tượng bị khởi tố về hành vi hủy hoại rừng. Trong khoảng từ đầu năm 2022 trở lại đây thì tình trạng phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn huyện khá là phức tạp. Qua công tác giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, câu chuyện phá rừng lấn chiếm đất rừng một lần nữa được nhìn nhận chi tiết hơn. Nhất là một mặt là các doanh nghiệp là phải giao đất đã được giao đất cho thuê rừng này phải phải bảo vệ chứ cũng không phải là để, để như thế mà lấn chiếm được không có trách nhiệm đâu qua câu chuyện mà giờ để mà giao cho rồi mà lấn chiếm đất mà mất rừng đất thì bị lấn chiếm nhưng mà trách nhiệm xử lý không được thời gian qua trên địa bàn tỉnh đắk lắc tại một số địa phương tình trạng người dân lấn chiếm vẫn diễn biến phức tạp bị gây khó khăn trong công tác xử lý giải quyết À thưa quý vị và các bạn, thưa chị Như Lê, có thể nói là hiện nay thì hành vi lấn chiếm đất rừng về phía các cái quy định của pháp luật thì cũng đã quy định rõ và cần phải xử lý nghiêm thì mới hạn chế được những cái hành vi này. À, vâng, đúng vậy. À, nhưng mà nhìn nhận thực tế thì một mình đơn vị chủ rừng cũng khó có thể bảo vệ được rừng mà cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. À, vâng tôi cũng đồng ý với ý kiến này thì trước hết thì chủ rừng là người chịu trách nhiệm chính nhưng cũng phải cộng đồng trách nhiệm và phải giải quyết các cái vấn đề từ gốc rễ trước hết thì cần làm rõ về vấn đề người dân có thực sự thiếu đất sản xuất hay không nếu có thì phải giải quyết câu chuyện về đất sản xuất cho người dân còn góc độ xử lý vi phạm thì cũng cần phải xử lý một cách nghiêm minh Ví dụ như việc khởi tố ba đối tượng ở huyện E Leo như ở đầu bản tin mà chúng tôi đã cập nhật. À vâng, tôi nghĩ là cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phổ biến về luật lâm nghiệp, luật đất đai để giữ đất, giữ rừng cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, nét văn hóa ẩm thực của dân tộc Thái vô cùng phong phú, độc đáo, được chế biến công phu. Và khi nhắc đến ẩm thực của người Thái thì không thể nào không nhắc đến thức chấm tuyệt đỉnh của núi rừng có tên gọi là chẩm chéo. À vâng, à trong mục kiến thức cuộc sống hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về món ăn này qua phần giới thiệu của anh Hà Văn Khoa, dân tộc Thái, thôn E Cái, xã Đờ Lê Gia, huyện Cà Đông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Và đây là cái món chéo để chấm cái mang đắng với cái lá đu đủ. Thì cái này nó có cái gia vị của nó là có sả này, có hành kiểu này, có ớt này với có quả mắc khén gọi là tiêu bác á. là à, xả thái nhiễn với ớt đất thái xong ta là giá rồi ra sẽ là thành cái một chéo của người thái. Cái đặc trưng của cái chéo á, thế là cái vị giác của mình á là nó sẽ làm cái cái hương cái vị của các món ăn nó sẽ đậm đà hơn. Cái này ngoài chấm ra mình có thể ướp lấy cái thức ăn hàng ngày được tức là như cá như mình ướp để mà nấu á, là mình có thể lấy cái 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 chấm là luôn là nó sẽ có có vị để thơm và có các loại tiêu nó là có giữ lại cái hương vị ở trong 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 cái lưỡi của mình là nó nó có vị đặc trưng của của cái cháo này lại vâng thưa quý vị và các bạn thời lượng của 24 giờ cùng DRT hôm nay đến đây là hết mọi ý kiến góp ý cũng như những tin bài cộng tác của quý vị và các bạn vui lòng gửi về cho chúng tôi qua các địa chỉ website www.drt.vn fanpage và youtube truyền hình đắk lắc email 24 giờ cùng drt a gmail com Zalo 0905121551 24 giờ cùng DRT hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02626256777. DRT trên tay bạn, quý vị chỉ cần nhấc điện thoại lên và có thể liên hệ vào các địa chỉ trên màn hình và chỉ cần quý vị xoay ngang lại là có thể quay lại được những hình ảnh cuộc sống và gửi về cho chúng tôi để chương trình thêm sinh động. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.